thế luôn cả nhà. Hôm qua còn bị lỗ lai. Vô vừa vô rồi nạp lên điểm rồi luôn đó, chuẩn bị bán thiện vợ thiện kia về có chuyện về nghỉ chưa, giờ này mới rảnh đi chơi được. Hôm qua bị lỗ bữa chơi lại tới giờ nha, có phải giờ này lời nha, cái này thì lâu dài thì khó rồi đó. Thì mấy anh thọ bán thì ok, không chết con gì luôn. Bắt cá giờ phải đem cái bướu theo gì ghê trời. Bữa nay bị gì rồi anh em ơi, gì đâu mà chịu đón gì đâu rồi. Giờ này không ngay giờ lên rồi anh em ơi, kỳ quá. Bây giờ máy nuốt không sao. Không chết con gì luôn. Chưa chết được con cá đuối nữa anh em. Cá lượng nó tới khoảng cá 30. À, mỗi vừa nói đâu có gì chết. Cá đuối nó đúng đi cuốn một chưa. Bữa nay tới cái ngày luôn thì luôn rồi đó nè. Sống lại rồi. Trời ơi. Không, anh biết không? Bạn 1.000 mà chân 2. Mà đang tốn nha, không chết thì đang chân 2 chân. Trời ơi. Không đi xe 1.000 nữa. Mà bán đủ. Chắc lại.
gì đâu mà bữa nay cái máy nó nuốt khủng thiệt luôn á anh em. Lỡ thua rồi làm thêm cái nữa anh em ơi, vô hai củ nữa nha. Để đi. Rồi nạp thêm hai củ đối đấu thêm cái nữa để có gỡ được thôi, không gỡ được thì thôi kỹ luôn nha. Máy gì đâu mà cái máy gì đâu mà thiệt kinh khủng luôn á. Không chết chóc gì hết. Bây giờ buông ra thì một hồi người ta vô là người ta ăn loại chắc luôn, bảo đảm luôn. Mà giờ chơi nữa thì cũng không dám chơi. Máy nặng quá. Canh tí mình coi chút mình có ấy được mình lại mình đấu tiếp nha anh em. Này thua rồi. Này thua rồi.
thì đi cũng hay vậy chứ. Hai cô ăn một cặp. Ăn đâu luôn. Tiền mình xăm. Rồi rồi. Đâu không?